Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào bài nhé mọi người nhé. Thì nói đến chỉnh nhân tăng trưởng ấy, thì chúng ta sẽ thấy là các cái giai đoạn tăng trưởng chính thì có ba cái giai đoạn tăng trưởng ở người. Bạn nào mà đang có bật mic thì các bạn tắt mic dùm mình nhé. Chúng ta bật camera và chúng ta tắt mic đi nhé. Thì ba cái giai đoạn tăng trưởng này để mà chúng ta đánh giá thì chúng ta sẽ đánh giá tăng trưởng. Hôm nay là chúng ta sẽ học cái bài của chúng ta sẽ là đánh giá tăng trưởng theo các đốt sống cổ và chúng ta đánh giá tăng trưởng theo cái phim bàn tay. Đây là hai cái mà chúng ta rất là hay dùng và nó giúp chúng ta đánh giá cái quá trình tăng trưởng khá là chính xác. Tại vì khi mà chúng ta đánh giá theo cái lứa tuổi ấy, thường là hiện tại thì cái việc mà lứa tuổi theo tuổi thì thường là nó có những cái sai lệch rất là nhiều, đặc biệt là khi mà ngày nay dưới cái tác động của môi trường này cũng như là việc mà chúng ta ăn uống này cũng như là cái môi trường sống nó cũng đã thay đổi làm cho mà các cái lứa lứa tuổi mà các bạn ấy phát triển nó sẽ rất là khác, mà thậm chí là có cái sự sai lệch rất là nhiều khi mà kể cả các bạn ấy thay răng. Có những bạn mà cái việc mà thay răng thì nó cũng không tương xứng lắm với những cái giai đoạn tăng trưởng này. Chính vì thế mà để đánh giá chính xác thì chúng ta sẽ có hai cái phim để mà chúng ta có thể đánh giá được. Đấy chính là cái phim chúng ta đánh giá ở trên phim chụp đốt sống cổ và chúng ta đánh giá ở trên phim bàn tay. Thì chúng ta sẽ hôm trước chúng ta còn nhớ ba cái đỉnh tăng trưởng mà chúng ta vẽ cái đồ thị tăng trưởng không ạ? Thì chúng ta sẽ có ở trên người thì sẽ có ba cái đỉnh tăng trưởng. Đó là khi mà 3 tuổi này, 7 đến 9 tuổi đối với nam, 6 đến 7 tuổi đến nữ, và một cái đỉnh làm mà cái đỉnh chúng ta sẽ quan tâm đấy là 12 đến 14 tuổi đối với nam và 11 đến 13 tuổi đối với nữ. Nhưng thường ở nữ thì chỉ xảy ra cái thường nó sẽ chỉ cái xảy ra cái lần 1 này và đi kèm với cái lần 3 này thôi. Chứ còn khi mà cái lần 2 này thường là cái sự tăng trưởng nó xảy ra rất là ít. Đây chính là cái đồ thị tăng trưởng mà chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đầu tiên đến trước cái 3 tuổi thì khi mà sinh ra thì chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng nó nhảy vọt lên. Sau đó là cái sự tăng trưởng nó sẽ giảm dần. Và ở đây chúng ta thấy có một cái phần mà tăng trưởng nhẹ ở cái này gọi là cái đỉnh tăng trưởng thứ hai, cái khu vực tăng trưởng thứ hai. Thì đối với nam thì chúng ta có thể là chúng ta thấy có cái đỉnh tăng trưởng ở cái khu vực này, nhưng ở nữ thì sẽ ít thấy hơn. Và cái khu vực tăng trưởng này thì nó cũng sẽ ít thôi, nó cũng không không nhiều. Sau đó là chúng ta đến cái giai đoạn thứ ba, đấy là cái giai đoạn mà chúng ta tăng trưởng nhanh, chính là cái lứa tuổi mà dậy thì ấy. Thì ở đây là có cái sự tăng trưởng mà bình thường các bạn thấy ở nữ thì sẽ xuất hiện ở kinh kinh nguyệt, rồi các bạn nam thì là các bạn ấy là có thể thay đổi giọng nói rồi vỡ giọng ấy, và có cái sự phát triển vượt bậc về lúc này là có cái sự phát triển rất nhiều về cả cái chiều cao. Rồi các bạn thấy là sự thay đổi chiều cao rất là nhiều ở trong cái giai đoạn này. Đó. Thì đây chính là cái những cái ba cái đỉnh tăng trưởng ở bình thường ở người, và thường là nữ thì chúng ta sẽ thấy là chủ yếu là sẽ có cái đỉnh tăng trưởng thứ nhất và cái thứ ba, còn ít khi mà chúng ta thấy cái đỉnh tăng trưởng ở cái vị trí thứ hai này. Còn đối với nam thì chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ thấy cả ba, tuy nhiên là cái mà đỉnh tăng trưởng ở phía thứ hai này này thì nó sẽ rất là nhẹ thôi. Cái tăng trưởng nó rất là ít chứ cũng không được mà tăng trưởng nhảy vọt như là hai cái đỉnh tăng trưởng này. Thì đấy là ba cái giai đoạn tăng trưởng mà ở người chúng ta thường hay chúng ta sẽ thấy. Thì chúng ta thấy là các cái sự kiện giống nhau thì sẽ xảy ra ở các cái thời điểm nó khác nhau đối với các cái cá thể khác nhau. Một bạn sẽ có hai bạn thì không cái những cái đỉnh tăng trưởng của hai cái bạn đấy là hoàn toàn không có giống nhau. Những cái cá thể nó khác nhau thì nó sẽ có những cái thời điểm tăng trưởng nó riêng biệt cho những cái cá thể đấy. Một bạn thì vài cái bạn thì tăng trưởng rất là nhanh, sau đó là trưởng thành rất là sớm. Tại sao mà có những cái bạn mà đặc biệt là cái lứa tuổi mà tuổi dậy thì ấy, thì có những bạn mà chúng ta thấy là dậy thì sớm hay là dậy thì muộn ấy, thì có cái sự khác nhau rất là khác nhau này. Và nó trình tự thì nó sẽ theo tuổi và theo cái tuổi phát triển nữa.
thì chúng ta thấy là trình tự theo tuổi thì nó sẽ là không cái như đã nói thì nó không chỉ thị tốt cái tình trạng tăng trưởng vì là nó có cái tính biến thiên rất là lớn do cái tác động rất là nhiều của cái môi trường. Và cái đỉnh tăng trưởng trưởng ở tuổi dậy thì theo tuổi ấy, thì người ta ở đây người ta đã ước tính là đối với nam là từ 12 đến 14 tuổi và kết thúc ở khoảng 18 tuổi. Còn đối với nữ thì là từ 11 đến 13 tuổi và kết thúc khoảng 16 tuổi. Tuy nhiên là những cái tuổi này thì nó có thể là biến thiên. Một số bạn thì có thể sớm hơn cái lứa tuổi này, một số bạn thì có thể là muộn hơn cái lứa tuổi này. Thì cái việc mà chúng ta tăng trưởng nó quá sớm và kết thúc nó quá sớm ấy thì dẫn đến là cái thời gian mà để nó tăng trưởng nó không được kéo dài. Đối với những cái bạn đấy, nhất là những bạn mà các bạn thấy là khi mà trẻ em ấy mà nó tăng trưởng rất là sớm, tức là nó dậy thì rất là sớm, sau đó là nó kết thúc rất là sớm ấy, thì những cái bạn đấy thường là nó sẽ chiều cao của những cái bạn đấy thường không được cao. Tại vì sao? Cái thời gian kéo dài cái tăng trưởng ấy thì nó rất là ngắn. Chính vì thế khi mà nó kết thúc nó tăng trưởng sớm mà lại kết thúc sớm thì nó sẽ không không tốt bằng cái việc mà các bạn ấy tăng trưởng theo đúng cái thời gian, cái độ dài của cái thời gian nó tăng trưởng. Đấy là do đấy tính là cái thời điểm mà tăng trưởng thì nó có cái sự biến thiên theo tuổi. Chính vì có cái sự biến thiên này cho nên là chúng ta mới phải nghiên cứu ở trên cái phim để chúng ta biết chính xác là cái độ tuổi đó là các bạn ấy đã đến cái giai đoạn tăng trưởng chưa và chúng ta đã tác động ở cái lứa tuổi đấy đã tốt chưa? Thì việc mà chúng ta khám và đánh giá những cái giai đoạn tăng trưởng thì nó sẽ nhằm cái mục đích, một là nó để xác định cái giai đoạn tăng trưởng và để chúng ta quyết định cái điều trị chỉnh nha tăng trưởng hay là chúng ta phải can thiệp phẫu thuật khi mà những cái tăng trưởng này nó đã kết thúc rồi và chúng ta không còn tác động được nữa. Thì những cái sai lệch lúc này thì chúng ta sẽ cần phải nghĩ đến là việc chúng ta sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật. Thì phần đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá ở tăng trưởng theo cái đốt sống cổ. Thì trên đây là chúng ta đây chính là một cái phim mà đốt sống cổ. Thì ở đây chúng ta khi mà chúng ta đánh giá ở trên đốt sống cổ, chúng ta trong chỉnh nha thì chúng ta rất thuận lợi là chúng ta có thường là chúng ta sẽ chụp phim xép, đúng không ạ? Thì trên cái phim xép này là chúng ta sẽ đánh giá cái đốt sống cổ để chúng ta đánh giá luôn cái giai đoạn điều trị mà bệnh nhân sẽ không phải đi chụp thêm một cái phim nữa. Còn nếu như mà trong trường hợp mà những cái trường hợp mà việc mà đánh giá cái đốt sống cổ này mà khi mà chúng ta chưa chắc chắn hoặc là có những cái nghi ngờ thì lúc này chúng ta có thể đánh giá thêm cái phim bàn tay. Còn nếu mà không có những cái gì bất thường thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái phim đốt sống cổ này thôi. Thì nó rất là thuận lợi cho chúng ta việc mà chúng ta đánh giá vì chúng ta có sẵn rồi thì chúng ta không phải chụp thêm một cái phim nào cho bệnh nhân cả. Thì khi mà chúng ta đánh giá cái sự tăng trưởng ở trên cái đốt sống cổ này thì nguyên lý để mà cơ sở để chúng ta phân loại những cái đánh giá này thì chúng ta thấy thứ nhất là có cái sự thay đổi hình dạng ở những cái bờ dưới của thân những cái đốt sống cổ, bắt đầu là từ phẳng này, sau đó là nó sẽ sang cong ở những cái mức độ khác nhau. Thứ nhất đấy là cái cơ sở thứ nhất. Đây chúng ta thấy đây là cái hình ảnh của cái đốt sống cổ 2 này. Còn đây là hình ảnh của những cái đốt sống cổ 3, 4 này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá dựa vào cái sự mà thay đổi cái hình dáng từ phẳng sang cong ở những cái đốt sống nó khác nhau ở từng cái giai đoạn. Đấy là cái nguyên lý thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta dựa vào đấy chính là sự thay đổi hình dạng của cái đốt sống cổ thứ ba, thứ tư. Bắt đầu là có cái sự thay đổi bắt đầu từ cái hình thang này. Đây là bắt đầu từ hình thang này. Chuyển sang cái hình dạng thứ hai là chuyển thành cái hình chữ nhật, lúc này là chữ nhật nó còn nằm ngang này. Sau đó là chuyển đổi cái hình dạng sang cái hình chữ nhật này, sau đó là sang hình vuông này. Sau đó là chuyển đổi sang cái hình mà chữ nhật nằm thẳng đứng này. Thì đây là cái cơ sở mà để chúng ta sẽ phân tích cái quá trình tăng trưởng và nó sẽ có từ CS1 đến CS6. Tức là nó sẽ có 6 cái giai đoạn mà chúng ta sẽ nghiên cứu là nó sẽ có cái sự khác nhau. Thì đấy chính là cái cơ sở để mà chúng ta phân tích. Chỗ này các bạn nhớ chưa ạ? Cái này là chúng ta phải nhớ để tí nữa chúng ta sẽ
phân tích đi nhá. Đây thì đây là 6 cái giai đoạn, thì 6 cái giai đoạn mà có cái sự chuyển biến của cái từ cái đốt sống cổ 2 cho từ cái đốt sống cổ 2, cổ 3, cổ 4, từ cái CS1 cho đến CS6 nó có những cái sự thay đổi. Chúng ta sẽ nghiên cứu vào thứ nhất là từng cái giai đoạn một xem nó sẽ thay đổi như thế nào nhá. Đây trên phim X quang thì chúng ta thấy là 6 cái giai đoạn nó có cái sự thay đổi hình dáng của, đây là cổ 1 này, cổ 2 này, cổ 3 này. Thì chúng ta thấy có cái sự thay đổi hình dáng của 6 cái giai đoạn này. Được chưa ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ là giai đoạn CS1. Thì ở trên này chúng ta thấy này. Đối với CS1 thì phần bờ dưới của cái đốt sống cổ 2 đến cổ 4 nó sẽ phẳng. Đây, chúng ta thấy là đây là bờ dưới của cái cổ 2 này. Đây là cổ 4 này, cổ 3 này và cổ 2 này. Chúng ta thấy bờ dưới của những cái đốt sống cổ 2 đến cổ 4 này nó sẽ phẳng này. Và thân của cái cổ 3 và cổ 4 thì lúc này là nó sẽ hình thang. Chúng ta thấy đây là cái thân của cái cổ 3 này. Được chưa ạ? Thân của cái cổ 3 và cổ 4. Lúc này là nó hình thang. Được chưa ạ? Và chúng ta khi mà chúng ta thấy một cái bệnh nhân mà có cái phim như thế này, ở đây cũng tương tự, chúng ta thấy cái phim bên này, chúng ta thấy này. Có cái bờ dưới nó phẳng như này, được chưa ạ? Tất cả ba cái bờ dưới của cái đốt sống cổ 2, 3, 4 thì nó đều phẳng như này. Và cái thân đốt sống thì lúc này là nó đang đang hình thang. Các bạn thấy rõ không ạ? Thân cái này nó đang hình thang. Thì khi mà chúng ta thấy một cái phim như thế này thì cái thường là cái đỉnh tăng trưởng nó sẽ khoảng ở khoảng 2 năm sau cái thời kỳ này, 2 đến 3 năm sau cái thời kỳ này. Thì lúc này là cái giai đoạn mà tiền dậy thì nó chưa, lúc này nó chưa đến cái đỉnh tăng trưởng. Được chưa ạ? Cái này các bạn hiểu chỗ này chưa ạ? Các bạn nhớ cái chỗ này chưa ạ? Thì đấy chính là cái CN1. Tiếp theo là chúng ta đến cái CS2. Thì trong cái CS2 này chúng ta thấy này, lúc này thì lõm xuất hiện ở cái bờ dưới của cái C2. Đây chúng ta thấy là bắt đầu ở đây có hiện tượng là có cái ở cái đốt cộng sống cổ 2 này chúng ta thấy là có cái điểm lõm ở bờ dưới của cái đốt sống cổ 2 chưa ạ? Và ở cổ 3 và cổ 4 thì chúng ta thấy là nó vẫn phẳng. Và cái thân đốt sống thì lúc này là nó vẫn vẫn hình thang. Và cái chiều dài của cái thân đốt sống này lúc này là nó đã phát triển cao hơn so với cái giai đoạn CS1. Tương tự là bên này, cái phim bên này chúng ta thấy này, bờ dưới ấy, trong cái này vẫn phẳng này, bờ dưới này vẫn phẳng này. Cái này ở trên cổ 2 bắt đầu có cái hiện tượng lõm của cái cổ 2 này. Đây cổ 2 chúng ta bắt đầu xuất hiện cái hiện tượng lõm này. Được chưa ạ? Thì trong cái giai đoạn này là cái đỉnh tăng trưởng thì nó sẽ xảy ra ở trung bình ở trong một năm sau cái thời kỳ này là bắt đầu chúng ta sẽ đến cái đỉnh tăng trưởng. Đây là cái giai đoạn mà CS2. Các bạn nhớ chưa ạ? Đây là cái giai đoạn CS2. Đến cái giai đoạn là CS3. CS3 thì lúc này chúng ta thấy này, lõm thì nó sẽ có ở cả C2 và C3. Đây chúng ta thấy là cái bề dưới của cái C2 là nó bắt đầu lõm này. Cái C3 nó cũng bắt đầu có hiện tượng lõm này. Ô, mình đã bị chuyển sang.
ở C2 là nó bắt đầu có hiện tượng lõm này. C3 cũng có hiện tượng lõm này. Và ở C4 thì chúng ta thấy là cái bờ dưới nó vẫn phẳng này. Và cái lúc này chúng ta thấy là những cái chiều cao của thân cái đốt sống này chúng ta thấy là nó bắt đầu tăng lên. Chiều cao của cái thân đốt sống này nó tăng lên so với chiều cao của những cái giai đoạn trước này. Tức là ở đây chúng ta thấy là có hai, ở đây đã xuất hiện lõm ở cái cột sống của 3 rồi. Ở cái CS2 thì chúng ta thấy là chỉ có lõm ở cái bờ dưới này một của cái cổ 2 thôi đúng không ạ? Còn đến sang cái CS3 này thì lúc này là chúng ta thấy có xuất hiện cái lõm ở cái cổ 3 này rồi. Và ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta gặp cái phim này thì đây chính là đã bắt đầu cái đỉnh tăng trưởng rồi. Đây chúng ta thấy. Cái chiều dài thân đốt sống thì nó cao lên. Đây thì là bắt đầu cái giai đoạn đỉnh tăng trưởng này. Thì đây là cái giai đoạn CS3. Đến cái giai đoạn mà CS4 thì lúc này chúng ta thấy là lõm lúc này đã xuất hiện ở cả ba cái cổ 2, cổ 3 và cổ 4. Đây chúng ta thấy xuất hiện ở cả hai cái cổ 3 và cổ 4 này. Đây chúng ta thấy lõm này xuất hiện ở cả cái cổ 3 và cổ 4 này. Và lúc này thì chúng ta thấy là thân của cái cổ 3 và cổ 4 lúc này nó sẽ có cái hình chữ nhật và theo chiều nằm ngang. Theo chiều nằm ngang tức là cái chiều này thì nó nhỏ hơn cái chiều cao này, nó nhỏ hơn cái chiều rộng thì là nó là cái thân chữ nhật hình ngang. Đây là theo chiều chữ nhật nằm ngang này. Còn hình đứng thì là cái chiều cao này nó. Hình đứng thì là cái chiều cao nó sẽ to hơn cái chiều. Chiều ngang thì đấy là thân chữ nhật đứng. Thì ở đây chúng ta thấy là thân của cái cổ 2 và cổ 2, cổ 3 và cổ 4 thì nó đều có cái lõm ở cái bờ dưới. Và thân thì là hình chữ nhật theo chiều ngang, được chưa ạ? Thì cái giai đoạn này thì chúng ta thấy là cái đỉnh tăng trưởng nó xảy ra trong vòng 1 năm trước thời kỳ này. Tức là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta đã chuẩn bị kết thúc tăng trưởng, là cái giai đoạn này đấy. Khi mà chúng ta gặp một cái phim mà chúng ta đánh giá một cái phim mà chúng ta thấy cái phim như thế này, tức là cái đỉnh tăng trưởng nó đã vừa mới đi qua rồi. Được chưa ạ? Và cái CS5 thì lúc này chúng ta thấy này, bờ lõm thì cũng ở cả cái, lúc này bờ lõm thì nó cũng cả ở cả cái ba cái cổ 2, cổ 3 và cổ 4 ở đây. Ở đây là cái bờ lõm ở cả cổ 2 này, cổ 3 này và cổ 4 ở đây. Và lúc này chúng ta thấy là ít nhất là có cái cổ 3 và cổ 4 này này là nó vẫn còn hình chữ nhật. Và nó chưa chuyển sang cái, vẫn còn một hình chữ nhật và nó còn, còn lại thì là nó là hình vuông, nó chuyển sang là hình vuông. Thì ở đây là cái giai đoạn là cổ 4. Thì khi mà cái giai đoạn cổ 5 thì khi mà chúng ta có cái giai đoạn này thì chúng ta lúc này là cái đỉnh tăng trưởng nó đã hoàn toàn kết thúc rồi, và đã kết thúc ở cái giai đoạn mà 1 năm trước khi mà có cái phim này rồi. Thì đây là trước cái giai đoạn này rồi thì là cái đỉnh tăng trưởng nó đã kết thúc được 1 năm rồi, thì là cái giai đoạn là CS5. Và đến cái CS6
Đây là cái giai đoạn CS6. Thì khi mà trong cái giai đoạn CS6 này thì chúng ta thấy là lúc này lõm thì ở cả ba loại, ba cái đốt sống cổ. Dạ, chúng ta thấy lõm ở cả ba trên cái này, lõm cả ba này. Và ở đây thì chúng ta thấy là cái hình cổ 3 và cổ 4 này lúc này nó có hình chữ nhật theo cái chiều dọc. Đây chúng ta thấy là lúc này nó theo chiều dọc. Chúng ta thấy cái chiều cao nó tăng lên chưa ạ? Cái này chúng ta nhìn thấy rất rõ là cái chiều cao của cái thân đốt sống này. Nó cao hơn cái chiều ngang này rất nhiều đúng không ạ? Thì lúc này là cái đỉnh tăng trưởng nó đã hoàn toàn kết thúc rồi. Và nó đã xảy ra ở 2 năm trước cái thời kỳ này rồi. Thì theo như các bạn thì khi mà chúng ta đánh giá thì cái phần cái giai đoạn nào là cái giai đoạn mà chúng ta cần quan tâm và chúng ta lúc này thì chúng ta sẽ thực hiện những cái mà chúng ta tác động tốt nhất vào cái giai đoạn đó. Chúng ta quay trở lại 6 cái giai đoạn này thì đâu là cái giai đoạn mà chúng ta quan tâm để chúng ta đánh, chúng ta tác động vào những cái giai đoạn này. Theo các bạn thì là chúng ta tác động tốt nhất vào cái giai đoạn nào ạ? Đây chúng ta có cái hình mà chúng ta minh họa 6 cái giai đoạn này có cái sự thay đổi của cái đốt sống cổ. Thứ nhất là cái giai đoạn C3, C2, C2, C3, C4, CS2, C3. Khi mà ở trong cái giai đoạn này chúng ta thấy này, đây chúng ta có cái hình minh họa để chúng ta có cái sự thay đổi khác biệt rõ rệt ở đây. Tí nữa chúng ta khi mà chúng ta nhìn làm chúng ta phân tích thì chúng ta thấy là đầu tiên cái giai đoạn 1 thì chúng ta thấy là ba cái là nó đều phẳng này. Đến cái giai đoạn 2 thì có cái sự thay đổi là ở cái lõm ở cái cổ 1 này. Và cũng như là có cái sự tăng lên về chiều cao của cái cổ 3 này. Cũng như là cổ 4 này, tức là có cái sự tăng lên về chiều cao. Còn đến cái CS3 thì chúng ta thấy lúc này có một cái mới, đấy là cái xuất hiện lõm ở cái cổ 3 này. Đến giai đoạn 4 thì lúc này là xuất hiện thêm một cái lõm ở cái cổ 4 này. Đồng thời là có cái sự tăng lên về kích thước ở cái chiều cao của cái cổ 4 này. Đến cái cổ 5 thì chúng ta thấy là lúc này thì có đều có ba cái lõm và chuyển dạng sang hình hình vuông này. Và đến cái giai đoạn CS6 thì lúc này là ba cái đốt sống cổ này thì nó đều có cái lõm này, đều có những cái lõm này và những cái chiều cao của cái thân đốt sống này thì nó nằm theo hình chữ nhật hình đứng. Thì đây trên này chúng ta nhớ nhất là cái hình này để sau này nếu như mà chúng ta phân tích mà chúng ta lúc nhiều khi chúng ta quên thì chúng ta lấy cái này ra chúng ta có thể đánh giá được này. Đây là những cái mà chúng ta thấy là có những cái lõm, có những cái thay đổi của những cái độ lõm thay đổi theo những cái giai đoạn. Từ bắt đầu là từ phẳng chuyển sang có cái lõm ở một đốt cổ đến hai, đây là ba và đây là cái ba cái đốt sống cổ nó đều có những cái xuất hiện lõm ở bờ dưới. Và đến cái giai đoạn 5 thì ở đây là chúng ta thấy là cái thân đốt sống thì nó hình vuông, còn đây là chuyển sang hình chữ nhật đứng. Nhắc lại cho mọi người nhớ một tí nhá. Chúng ta nhớ hết cái này chưa ạ? Chúng ta nhớ để tí nữa chúng ta sẽ thử phân tích một vài những cái phim nhá. Thì giai đoạn này này là cái giai đoạn người ta gọi là trước tiền dậy thì này. Còn cái giai đoạn này, cái giai đoạn C2 này này là cái giai đoạn mà người ta gọi ở đây các bạn thấy get ready không ạ? Tức là đang chuẩn bị đến cái giai đoạn tăng trưởng. Khi mà chúng ta mà tốt nhất cái giai đoạn mà chúng ta tác động ấy thì nó nằm trong cái khoảng từ C2 đến cái C3 này là cái đoạn mà khi mà chúng ta tác động nó sẽ là tốt nhất. Thì để mà
đảm bảo được cái kết quả cũng như là cái đạt cái kết quả tốt nhất của chúng ta trong điều trị thì là cái giai đoạn mà chúng ta quan tâm nó chính là cái giai đoạn mà giữa cái CS2 và cái CS3 này này, là cái giai đoạn mà chúng ta điều trị là tốt nhất, và qua cái trong cái giới hạn xung quanh của cái CS3 này, có thể là từ CS2 đến CS3, có thể là qua cái CS3 này một chút. Còn đến cái giai đoạn mà có cái CS4 này rồi thì lúc này là cái giai đoạn nó đã bắt đầu kết thúc cái tăng trưởng rồi. Và đến những cái giai đoạn này thì người ta gọi là cái giai đoạn sau cái tuổi dậy thì rồi, và cái giai đoạn này thì là cái giai đoạn mà đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Thì khi mà chúng ta chỉ có một vài những cái mà chúng ta lưu ý như thế để mà chúng ta nhớ sau này khi mà chúng ta phân tích phim, mà chúng ta biết là cái giai đoạn nào là chúng ta tác động là tốt nhất, nó xung quanh cái từ cái CS2 đến CS3 này. Chứ còn khi mà đã xuất hiện cái CS4, tức là nó đã quá cái trước cái phần này rồi, tức là lúc này cái đỉnh tăng trưởng nó đã kết thúc ở đây rồi. Nếu như mà đã xuất hiện cái CS4 này, tức là nó đã kết thúc rồi. Còn đâu là nó trong cái giới hạn từ C2 đến C3 này, và ở trong cái xung quanh cái C3 này, được chưa ạ? Còn nếu mà nó đã xuất hiện đến cái C4 này rồi thì là nó đã bắt đầu là hết cái đỉnh tăng trưởng rồi. Cái đỉnh tăng trưởng nó đã bắt đầu kết thúc rồi. Đây, cái hình đồ thị tăng trưởng tức là như thế này. Cái đỉnh tăng trưởng có phải là các bạn thấy là nó sẽ đi như thế này không ạ? Đúng không ạ? Thì cái giai đoạn mà CS3 thì nó sẽ là cái giai đoạn này. Đúng không ạ? Thì đây là cái CS2 thì thường nó bắt đầu là ở cái giai đoạn này, và khi mà chúng ta phân tích nó ở cái CS2 này thì bắt đầu là ready rồi, tức là bắt đầu chuẩn bị tăng trưởng đây, bing 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 là chúng ta đến đây, thì là bắt đầu cái đây mới là cái giai đoạn tăng trưởng này, đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta đã phân tích mà chúng ta thấy ở đây là cái CS4 này, được chưa ạ? CS4 ở đây thì là cái giai đoạn này nó đã bắt đầu hết cái giai đoạn tăng trưởng này rồi. Thì nó cho nên là khi mà chúng ta phân tích mà chúng ta thấy tốt nhất là ở cái giai đoạn mà chúng ta thấy cái từ CS2 đến CS3 và xung quanh cái CS3 này, được chưa ạ? Còn nếu mà đã sang CS4 thì là nó bắt đầu nó đến cái giai đoạn này rồi. Đây chính là cái mà chúng ta sẽ phân tích đây trên cái phim mà chúng ta chụp ngang này, chúng ta sẽ thấy đây là cái cổ 1 này, cổ 2 này và cổ 3. Bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích một số những cái phim nhá. Bây giờ mọi người dành cho mọi người khoảng 3 phút để mọi người phân tích cái phim này, xong rồi chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau. Rồi mình sẽ muốn hỏi một số người, các bạn, sau đó là chúng ta sẽ thử xem là chúng ta phân tích xem. Chúng ta dành cho mọi người khoảng 3 phút nhé. Có bạn nào mà có câu trả lời chưa ạ? Có bạn nào mà xong rồi chưa ạ?
Có người thì C2. Có người thì C3. C2. Thì đa phần các bạn có một nửa là C2, có một nửa. Có một số bạn đa phần là C2, có một số bạn thì là C3. Bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích cái này nhá. Bây giờ thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ ra này. Chúng ta xác định của 2 này, của 3 này, của 4 này đúng không ạ? Thì ở đây là đáy của cái của 4 là phẳng này. Cái đáy của cái cổ 3 cũng phẳng này. Và xuất hiện cái lõm nhẹ ở cái đáy cái cổ 2 này. Thì lúc này chúng ta dựa theo cái bảng vừa nãy, chúng ta còn nhớ cái bảng vừa nãy không ạ? Thì nó sẽ là C mấy nhỉ? Thì dựa theo cái bảng vừa chúng ta học ấy, thì lúc này là chúng ta thấy là cái giai đoạn này thì nó sẽ là C2 đúng không ạ? Hai cái đáy phẳng này và xuất hiện một cái lõm này. Được chưa ạ? Thì đây là cái C2. Chúng ta sang một cái phim tiếp nhá.